Hoàng Hiếu mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động, nhất là trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Vậy thì cùng với Tuổi Trẻ cả nước, Tuổi Trẻ Bình Dương đã thực hiện điều này ra sao và có những thuận lợi hay khó khăn gì? Đây sẽ là nội dung của chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh số phát sóng kỳ này đề cập tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và khách mời của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp quay trở lại đó chính là chị Trần Thị Diễm Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương. Và xin được cảm ơn chị Trần Thị Diễm Trinh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên thì thay mặt cho Tuổi Trẻ Bình Dương xin gửi lời chào đến Hoàng Hiếu và quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng ạ, thưa chị Trần Thị Diễm Trinh, Đảng ta khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Là thủ lĩnh của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh Bình Dương thì chị có chia sẻ gì về điều này, thưa chị? Đảng khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đây là một khẳng định hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta thấy là cái tư tưởng này đã được vận dụng vào cách mạng, từ cách mạng tháng 8 cho đến là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và công cuộc đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta thấy là việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Từ đó là góp phần là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên. Dạ. Với tư cách là độ dự bị tin cậy của Đảng thì việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là công việc tự giác thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và với nhiệm vụ này thì thời gian qua, Tuổi Trẻ Bình Dương đã thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình ra sao, thưa chị? Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đây được xác định là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và cấp bách, không chỉ là của tuổi trẻ mà của cả hệ thống chính trị. Trong đó thì thanh niên cần phải ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái việc là bảo vệ cái nền tảng lý luận của Đảng. Thì trong thời gian qua thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động để tuyên truyền cũng như là vận động đoàn viên thanh niên để thực hiện tốt cái việc là học tập về các bài học lý luận chính trị, thường xuyên trau dồi nghiên cứu về các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động mà Đoàn Thanh niên hướng đến cho các bạn nghiên cứu thường xuyên đó là các nghị quyết của Đảng, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các cuộc thi, hội thi, thông qua các liên hoan và cái việc tuyên truyền về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì được thực hiện thường xuyên thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên hàng quý cũng như là tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị hàng tháng thông qua các tài liệu sinh hoạt chi đoàn, các ấn phẩm trên mạng xã hội cũng như là những cái infographic tuyên truyền thường xuyên trên mạng xã hội của Tuổi Trẻ Bình Dương, của các trang thông tin của tỉnh và hiện nay thì đến 100% các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc các cơ sở đoàn thì được tuyên truyền một cách đồng loạt. Bên cạnh đó thì là các hoạt động để mà thực hiện công tác về giáo dục về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình yêu về biển đảo cũng như là cái cuộc vận động về nghĩa tình biên giới hải đảo vân vân được các cấp bộ đoàn triển khai thường xuyên và nhiều cái đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về các cái nội dung này thì cũng được phát huy và triển khai hết sức là bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó thì các hoạt động để phối hợp với các ngành trong cái việc là tổ chức là giao lưu với lại các nhân chứng lịch sử hay là gặp gỡ những người đã tham gia cách mạng, tạo cái môi trường để các bạn được rèn luyện bản thân mình theo cái chương trình rèn luyện đoàn viên là từ đầu năm cho đến cuối năm. Sau đó thì các bạn sẽ được đánh giá là rèn luyện là nếu mà kết quả xuất sắc, từ đó thì các bạn sẽ trở thành đoàn viên ưu tú, bình chọn đoàn viên ưu tú và sau đó thì giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vân vân và tạo ra một cái đội ngũ là báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác là tuyên truyền về cái nền tảng tư tưởng của Đảng, các cái bài học lý luận chính trị vân vân. Thì cái lực lượng này thì chúng tôi cũng đào tạo thường xuyên để các bạn là tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên tại địa phương của mình, rồi tại các cái hoạt động giao ban hay là các cái hoạt động trong cái chương trình công tác của mình để góp phần là tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và liên tục
những cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để góp phần là thực hiện tốt hơn nữa công tác về bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trong cái thời gian vừa qua. Dạ. Vậy thì để phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, thì giải pháp đặt ra cho cấp bộ đoàn là gì, thưa chị? Việc tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa công tác về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tiếp tục xác định là một trong những cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng của tổ chức đoàn, để cho các đồng chí cán bộ đoàn, hội đội và các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trước hết là công tác là nghiên cứu như thế nào để đổi mới về nội dung, về phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, trong đó là cái việc mà tập hợp các bạn đoàn viên thanh niên phù hợp, tạo cái môi trường vừa hấp dẫn các bạn để thu hút các bạn đến với tổ chức, sau đó thì rèn luyện các bạn và giáo dục các bạn để các bạn trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Cái hai là tiếp tục tạo ra một cái đội ngũ cán bộ đoàn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn, để mà tuyên truyền đến với lại đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân về cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước một cách liên tục và thường xuyên, thông qua nhiều cái hình thức để cho các bạn kịp thời có những cái thông tin mới, có những cái văn bản mới, và các bạn hiểu được và các bạn không bị những cái thế lực thù địch lôi kéo. Và trong từng cái khối đối tượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thì là các cấp bộ đoàn sẽ có những cái giải pháp phù hợp cụ thể trong công tác về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho các bạn. Ví dụ như đối với lại khối học sinh, sinh viên thì sẽ tăng cường tuyên truyền hơn nữa các cái nội dung về lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, cũng như là tại các buổi sinh hoạt dưới cờ thông qua các cuộc thi, hội thi và các cái liên hoan. Còn đối với lại khối cán bộ công chức thì có thể là thông qua các hình thức là trực tuyến, tìm hiểu về kiến thức liên quan đến các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, cũng như là nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đoàn các cấp, để góp phần là tăng thêm cái kiến thức cho các bạn bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Và đối với khối thanh niên công nhân là cái việc là tổ chức cái việc là đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển thêm nhiều cái chi đoàn ngoài khu vực nhà nước, cũng như là các câu lạc bộ là kết nối thanh niên công nhân. Từ những cái câu lạc bộ này có thể là tổ chức những cái hoạt động giao lưu, có thể là tổ chức hoạt động hội thi, và trang bị những cái kiến thức cần thiết cho các bạn để các bạn nắm và các bạn có thêm cái định hướng về các thông tin. Từ đó thì các bạn sẽ tránh xa những cái thông tin xấu độc. Bên cạnh đó thì là việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên để mà viết những cái bài viết phản biện, những cái bài viết để đấu tranh lại các thế lực thù địch là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng. Thì chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều cái bài viết của các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến cái tư tưởng của thế hệ trẻ. Vì vậy thì việc trang bị các kiến thức, các kỹ năng và viết bài phản biện trên không gian mạng là một cái nhiệm vụ mà chúng tôi quan tâm trong cái thời gian tới. Ngoài ra thì việc tiếp tục tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, như là gương về thanh niên công nhân, gương về học sinh, sinh viên, gương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vân vân. Và tuyên truyền cái cuộc vận động là mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, là những cái nội dung mà chúng tôi chú ý để mà có những cái trọng tâm trong công tác tuyên truyền các bạn, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Rất là cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa của chị Trần Thị Diễm Trinh. Và một nữa thì xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, khi mà các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chống phá cách mạng của nước ta, hơn lúc nào hết, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất và kịp thời nhất trong việc phát hiện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng thời, chúng ta phải luôn tỉnh táo và nhận diện đúng, xem xét, phân tích để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng chống một cách hiệu quả. Và thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.